Hay xin chào tất cả mọi người. Mọi người biết Phước Sửu đang có mặt tại nơi đâu không? Nơi đâu mà có một cái hồ bơi tràn bờ, gọi hay còn gọi là hồ bơi vô cực, cực kỳ đẹp nha cả nhà. Nơi đây chính là không gian sống của dự án Thảo Điền Green. Nói đến Thảo Điền Green là một không gian sống cực kỳ tuyệt vời. Như mọi người nhìn thấy ở đây rất là nhiều cây xanh. Nói đến green là nói đến xanh, là những cái mảng xanh, những cái mảng xanh mà chủ đầu tư đã chú trọng tạo nên một không gian sống cực kỳ tuyệt vời tại dự án Thảo Điền Green này. Và mọi người cùng với Phước Sửu khám phá cái hồ bơi tràn bờ và đồng thời xem những cái lên kép thiết kế mà chủ đầu tư này đã bàn giao và triển khai ngay tại dự án này. Thì tại dự án này có khá nhiều cái tiện ích, và đặc biệt cái chú trọng nhất là cái mảng không và có hồ bơi cùng với những cái ghế thư giãn sau những cái giờ bơi vận động thể dục. Thì nơi đây chính là một nơi gọi là nghỉ dưỡng này đẳng cấp, và đặc biệt là nơi mà gọi là một khu vực check-in về một con sông gọi là cực kỳ lớn tại cái không gian tầng 3. Nơi mà có cái hồ bơi tràn bờ thì cũng có những cái trò chơi trẻ em cho em bé vận động, và nơi đây á hả, có thể là những cái nơi gọi là ngồi đọc sách nè, thư giãn nè, tắm nắng nè, ngập nước, và có rất là nhiều cái khu vực ngoài trời, vườn tiệc ngắm cảnh, và có một cái bậc thang rất là đẹp mình đi xuống hồ bơi, đường kết nối, và có một cái không gian để cho mình đọc sách thư giãn mà, và có thể là hội họp bàn tiệc giữa tất cả mọi người trong gia đình, hoặc là có những thành viên, có những vị khách từ nơi xa tới trải nghiệm không gian sống tại Thảo Điền Green này. Thì cùng với Phước Sửu khám phá nhiều thông tin hơn tại Thảo Điền Green và chiêm ngưỡng những cái tiện ích cực kỳ hấp dẫn này nha.